住人が生活していた痕跡はあるものの、一体どういう場所でしょう。Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì mình sẽ sâu ập của bạn có nickname là Farmer cho mọi người cùng xem nhé. Bạn này thì level 85 rồi. Để xem bạn lên tàu được bao nhiêu ngày rồi. 425 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. 425 ngày. 425 là chơi cũng hơn 1 năm rồi. Level 85 nhưng mà chắc là cũng mới đột phá siêu hạn lên level 81 thôi. Cho nên là bạn này mới level 85. Không có nạp. Không có nạp luôn à. Ở bạn này thì nạp đến lock 5 rồi. 2460 pha lê. Lock 5 là 2460 pha lê. Nạp thêm 2540 pha lê nữa là bạn ấy đạt đến lock 6 rồi. Từng đấy, nạp từng đấy pha lê thì chắc là bạn ấy có nạp tiền tháng, có nạp thêm cả BP. Chắc là có nạp BP đấy, bởi vì thấy có hơi chưa gặp Thunder các thứ luôn này. Ok, để xem ạc của một nông dân, cứ gọi là nông dân đi. Rồi dạo này mình sâu ạc toàn kiểu mấy ạc tạch hơi chơi franchise thôi. Một series toàn tạch thôi. Ui. Lại một thanh niên nữa rồi. Em ơi, dạo này mọi người xem mình tôi bảo cũng biết rằng là công nhận dạo này toàn ạc thọt thôi. Chưa lâu lắm là không thấy cái ạc nào đâu. Viết pro với lại mấy cái ạc kiểu nạp nhiều xong rồi queo chúa các thứ. Toàn ạc tạch hơi chơi franchise thôi. Thế thì bạn này lại xác định là ạc hơi thọt một chút rồi nha. Bạn này thì những Valkyria bạn ấy chưa có thì bạn ấy chưa có cả Hunter Flamesign này, thiếu cả Mobius, cả Silverwing luôn, cả Vân Mạc Đan Tâm, cả Hunter Gen Tiền này. Ui dồi ôi. Trời, không hiểu những Valkyria mạnh là bạn ấy tạch gần hết rồi. Hunter Gen Tiền 38 mảnh, Vân Mạc Đan Tâm 88 mảnh trên 100. Ui dồi ôi. Không, mình không phải chủ cái arc này nhưng mà mình thấu hiểu được cái nỗi đau. Cái nỗi đau mà bạn ấy phải trải qua khi mà tạch raid. Trời ơi, 88 mảnh luôn rồi. Thế thì bạn ấy còn gì nữa đâu. Những Valkyria mạnh thì bạn ấy đều chưa có rồi. Thế thì mình nghĩ là chắc chắn bạn ấy không thể nào mà trụ nổi sen đỏ luôn. Chia buồn nhé, chia buồn với thanh niên nhá. Ok, vậy thì mình sẽ sâu từ Kiana trở đi. Kiana thì bạn ấy chưa có cả Hunter, Fairchild, vẫn chưa có cả Moonlight luôn. Ranger 3S này, White Comet 3S và cuối cùng là Hunter of the Void. Ranger S0 cầm quả hư vô và full set Marco Polo. Chưa gì đã thấy không được thơm rồi. À, bạn ấy có là BP nên là Hunter of Gen, à nhầm, Hunter of Thunder của bạn ấy rank S2 cả một khóa trừng phạt phán quyết và full set Benedict thức tỉnh. Thôi thì không có Hunter of Flamesign thì chúng ta sẽ cầm tạm một lượt giả Lodian đi băm vậy. Đi hook với con boss. Bạn ấy có cả skin là mưa xuân và mưa báo xuân luôn. Lắc lắc nào. Nhưng mà không có Vân Mạc Đan Tâm support thì mong là bạn ấy sẽ có Fizz full gear với lại Fallen Rosemary full gear có thể support cho Hunter of Thunder. Thế thì cái team điện của bạn ấy khá là ngon. Chơi cũng 400 mấy ngày rồi thì mình nghĩ là cũng phải tầm độ 3-4 Valkyria full gear gì đấy. Tính cả Valkyria rank A nhé mọi người. Tính cả Raven luôn đấy. Ok, tiếp theo là Boronia này. Đầu tiên là Hasobuni. À đây rồi, Hasobuni của bạn ấy 3S và full set Uranium. Nhưng mà không có nâng cái set này lên level 50 luôn á. Do bạn ấy mới run ra hay là bạn ấy không có đủ nguyên liệu nhỉ? Chưa có chấn, không sao, nói chung là chưa có chấn mà full set như thế này thì support đảm bảo khá là ngon. Nhưng mà bạn ấy chưa có Silverwing, Yamabuki Amon, Top Tesla Mid, Beethoven và Boss Isaac Newton. Đây rồi, bạn ấy có Hunter of Risen Rainer, S2 vùng đất chân lý khải huyền, Free level 50 và full set Anna. Full Anna rồi rất là mạnh và bạn ấy có Durenia full set nữa, support cho Hunter of Risen khá là ngon. Và bạn ấy có cả skin Number Zigon Boronia luôn này. Chariot, 3S, Black, Dimension Boundary. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Zihimiko. Vếu chúa VK cầm kiếp diệt, level 50, top bot level kẹp Mithalet. Chưa có mở khóa Blood Row. Tiếp theo là Terry này, đầu tiên là SASA của bạn ấy, cánh diều than thở và phun xếp tùy kính. Đó, có vẻ là dàn Valkyria rank S không được thơm lắm nhưng mà được cái là chưa gì là thấy hai Valkyria support full gear rồi. Đây là SA của bạn ấy cũng full gear. Thôi thì không sao, bạn ấy chưa có hơn chưa hợp sen tiền thì có SA 3S full cánh diều than thở, full gear, full thủy kính như thế này thì cũng làm support đam vật lý cũng khá là ngon. Code Caron của bạn ấy thì cầm Zivatay 11, top kẹo Mid Main Bikini và Boss Isaac Newton, Luna. Tiếp theo là Vua. Trời đất ơi.
Rồi đau buồn. Buồn quá là buồn. Quickly cầm mà Line Breaker Yada top 1 net mid bot Ishikawa Gilmon bay á, chắc cả loại tăng cường cũng 6 sao rồi. Nhưng mà có hơi thương Thunder cho nên là Quickly bây giờ cũng ít ai dùng nữa rồi. Kiểu lâu lâu thì mọi người sẽ đi cầm và đánh ở trong MA lâu lâu thôi. Chứ bây giờ thì cũng ít người dùng lắm. Còn đây là gà lửa cầm à. Tụi chiến vân top mid vua Margaret và bot vua nhạc sư. Cũng 3 phần 4 rồi nhưng mà chưa thấy Vân Mạc Đan Tâm đâu, nên là thôi thì cầm tạm cho gà lửa cũng khá là ok. SKM thì rank S0 thôi. Tiếp theo là Rita này. Đầu tiên là Fallen Rosemary của bạn này rank SS rồi, cầm là Diên Vĩ. Chưa có Iron Adler à? Ừ, chưa có mọi người, có muốn có mỗi cây chấn không thôi. Tiếp theo là Sabina Atera không có cây chấn và full Zed Banna rồi full gear. Full gear như này thì rất là mặt. Arena Artemis rank S0. Oh my god. Tiếp theo là Yae Sakura này, không biết là có, chắc là cũng không có cày. Yuna Cherry máu. Với lại UA thì chưa có mở khóa luôn. Tiếp theo là Kaylen. Kaylen thì cũng cùng chung số phận với lại đúng là một một cặp luôn. Kaylen với lại Sakura bị gọi là rơi vào quên lãng mất rồi. Áo hồng cầm là công chúa ngủ trong rừng. Bạn này lắp cái gì nhỉ? À, bạn này lắp full set thủy kính. Được không? Nói chung là lắp full set thủy kính cầm thêm công chúa ngủ trong rừng, đánh rất là mạnh, làm DPS vật lý khá là ngon, điệu máu tươi. Nhưng mà bạn ấy phải có hơi trường xem tiền support thì mới thật sự là mạnh được. Bởi vì bạn này thì level 85 rồi, đang ở khu X rồi chứ không phải là khu cao nữa. Đôi mắt vực máu và full Red Runner. Có vẻ là bạn ấy roll được ra Nick full gear này. Nick full gear thì rất là mạnh, nhưng mà đấy là câu chuyện của rất là nhiều version trước rồi. Còn bây giờ thì vẫn vẫn mạnh nhưng mà ít đất diễn quá, không đánh được nhiều. Cửa bị ngại kết nối vào full set Alapue. Có vẻ là CD của bạn này khá là ngon đấy nhỉ. Bị ngại trong dinh full gear xong rồi nick cũng full gear luôn. Đây rồi, SV đồng dao và full set defense. Cũng có thể nói là full gear luôn. 3 SV, nhầm, 3 CD full gear luôn. 3 CD, cả ba này đều là 3 Valkyra hệ lượng tử luôn. Nhưng mà bây giờ boss lượng tử thì mình thấy ít xuất hiện lắm. Cả ở trong vực lẫn MA rất là ít. Tiếp theo là Dudo, được cái là Palatinus của bạn này tấn công 1342, có cả cây chấn, Varin, Max Lever và full set BNK sân khấu. Full như này thì rất là mạnh nhưng mà bạn ấy chưa có hơi chơi sen tiền thì đánh nó cũng hơi mệt, nó cũng không được mạnh lắm đâu. Bởi vì mọi người nhìn ở trong trong bảng ấy, bảng vực ấy đấy, nhất là cái vực sen đỏ, mọi người không cần đến cái vực sen đỏ đâu, ở cái vực đầu ấy, trời ơi cả một cái bảng đấy luôn. Toàn Palatinus full gear này, xong rồi hơi chơi sen tiền full gear này, xong rồi cộng thêm một Caron Pepper full Paganini, trời đất ơi thật sự luôn, mệt mỏi. Bạn này thì ở BKE có cây Hắc Uyên Bạch Hoa rồi và full đen luôn, có vẻ là mấy Valkyria. Bạn này cũng có vài Valkyria DPS khá là ngon đấy nhở, có cả BKE full gear, có cả Palatinus full gear. Như này thì lại hơi thừa thãi một chút. Và Blazing Hope. Tiếp theo là Fizz công chúa định tội. Fizz của bạn đấy sắp lên bay rồi, có điệu ban ban đêm nhưng mà chưa có quang nhai Jin, nên là bạn ấy lắp tạm ở top mid Zyntha bot new để đi làm support đam điện. Vì Spring Elysia của bạn ấy rank SS1 có cả chấn rồi này. Full set Elysia. Có vẻ đến đến bây giờ thì mình lại thấy bạn ấy có khá là nhiều Valkyria full gear đấy. Nhưng mà do cái dàn support không có cho nên là mấy Valkyria DPS này nó cũng rất là không biết phải nói kiểu gì luôn, không không thể nào tỏa sáng được. Elysia có chấn và lại Elysia full gear luôn, trời ơi thèm lắm. Thấy luôn, rất là thèm cái set này. Ron Mai của bạn là cố để cho nó lệch ra cây hoa cụm quá khứ để cho Elysia cầm nhưng nó không lệch. Nó không thèm lệch ra luôn. Mogus thì chưa có. Và cuối cùng là Raven, Midnight Martini, Oscarling Wave và full set Oslock. Cũng full gear luôn, support đam lửa khá là ngon. Cuối cùng là Caron Pepper. Caron Pepper thì bạn ấy chưa có Paganini, phải không? Hay bạn ấy cất đi rồi? À, bạn ấy có mấy cây chấn thôi, Paganini thì chưa có. Không biết là có Ron ở trận chiến không? Không có Ron rồi mọi người. 400 mấy ngày mới đột phá siêu hạng nên là có 1, 2, 3, 3 cây Apri Max Level. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cây mới đột phá chưa có nâng Max. Nhưng mà mình thấy nâng 7 cây này thật sự luôn là không cần thiết đâu. Bạn nên tập trung vào cây nào được cây đấy luôn đi, cây nào thì lên level 65 cây đấy luôn thì nó sẽ mạnh hơn đấy. Chẳng hạn như kiểu là cây Di và Thánh 11 này, bây giờ còn ai dùng nữa đâu. Di và Thánh 11 kể cả cửa bị ngãn cũng thế, bây giờ cũng không ai cầm, ít cầm, ít người cầm Alapoe đi nữa rồi. Bây giờ thì bạn ấy đầu tư vào chẳng hạn như là cây này để đi làm DPS
Cái này cũng được, có thể làm DPS, nói chung là mấy cái cần thiết thì nên tập trung vào trước. Đừng kiểu số lượng hơn chất lượng, bởi vì mới bởi vì nâng đột phá siêu hạn lên level 50 nó không khác gì so với chưa đột phá siêu hạn đâu. Nó sẽ chỉ thật sự mạnh khi mà các bạn nâng được đến level 65 đấy. Nó búp rất là nhiều, thẻ luôn, rất 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 nhiều luôn. Cho nên là cứ tập trung cây nào thì cho cây đấy rát vàng hẳn luôn đi. Còn đây là xếp vết thánh này, bạn ấy có Top Boss Columbus, Full Spinatera, Full Bianca sân khấu, Full Ocelot, Full Murata Himeko, cũng chưa gì cũng có 1, 2, 3, 4. 4 set vết thánh full rồi này, 5 Full Venner, 6 là Tugenia, 7 là Ben, 7 là Ana, 8 là Benedict thức tỉnh, 9 là Thủy Kính, Leo Leo, Top Mid Fuhua Margaret, 10 là Adam Poe này. Đấy, Top Mid Zinzenta Mid May và hai cái boss new. Cũng có khá khá rất là nhiều Valkyra, rất là nhiều set huyết thánh. Nhưng mà do tạch, tạch rất là nhiều Valkyra quan trọng cho nên là đây, chúng ta sẽ xem cái tình trạng đánh vực của bạn ấy như thế nào. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 20,29% trong shop, trong chiến trường ký ức Pavanti 35.000 điểm. Pavanti bạn ấy không đánh SS luôn à. Kazumi 28.000 điểm và Ngụy Thần Oto 29.000 điểm. Cầm mỗi nick không luôn, Kazumi cầm nick và luôn. Bạn ấy đang ở đâu của 3? Đấy, đứng thứ 8 và đứng thứ 12. Không ngoi nổi lên vực sen đỏ luôn, bởi vì bạn ấy có không có hơi chơi frame size này cũng không có cả. Ừ, như vực tuần này là Arena Artemis, cho nên là bạn nào mà có Spina Terra full gear là cứ thế là mà quẩy thôi. À, bạn này lại là một thanh niên nữa tạch hơn chơi frame size, quá là buồn cười luôn. Ok mọi người thì acc này như thế nào có thể comment xuống bên dưới để cho mình có biết nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với acc thứ hai đây. Ok mình đã quay trở lại với acc thứ hai rồi đây. Acc này thì của bạn có nickname là Ta Qua. Ok cảm ơn bạn là Ta Qua đã cho mình bật acc để sau cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xem bạn ấy lên tàu được bao nhiêu ngày rồi. 1090 ngày, 90 ngày luôn. Cái chỗ 90 ngày là 3 tháng đấy, 1000 ngày 3 tháng. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 22 tháng 11 năm 2017. Thế thì bạn ấy chứng tỏ là cũng không có đăng nhập liên tục trong một cái khoảng thời gian nào đấy. Bởi vì bình thường là mọi người chơi từ 2017 thì sẽ lên được gần 1.500 ngày rồi. Thế thì bạn này bỏ gần gần 500 ngày luôn. 1.100 ngày chắc là 400 ngày gì đấy. 90 ngày mà 90 ngày thì bạn ấy đăng nhập thêm 10 ngày nữa là được 1.100 ngày rồi. Wow, có mua gói hai củ rồi này. Ô là la. Wow, bạn này nạp đến lót 8 rồi mọi người, 29.980 pha lê. 29.000 pha lê là rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Chắc là cũng khoảng tầm độ 10 triệu gì đấy. Nếu như mình tính không nhầm là tầm độ 10 triệu. Vậy thì mình sẽ sâu chúng ta sẽ thử sâu cái chiến trường ký ức của bạn ấy trước xem nào. Để xem nào, tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 17%. Ok, cứ chỉ cần biết là 17% đã rồi nhé. Ác bạn này thì ở đau khổ thôi à? Đau khổ 3 mọi người. À đâu? Cái gì vậy? 180 cúp, 240 cúp. Ủa? Tuần trước nữa thì bạn ấy đang ở đau khổ 1, còn tuần trước thì đang ở đau khổ 2. Chắc là tuần này là đang ở đau khổ 3 này. Đau khổ 2. Ủa, ác có thọt lắm không? Mà sao vậy? Không chịu nổi đau khổ 3. Cũng có Palatinus. Nói chung là chúng ta sẽ nên xem những Valkyra bạn ấy chưa có thì hơn. Không lẽ bạn ấy lại tạch hơi chơi Flame Child? Không, bạn ấy có rất... Ủa, bạn ấy có rất là nhiều mà. Hay là bạn ấy lừa đánh nhở? Chắc là cái mình nghĩ là bạn ấy lâu không chơi đấy, xong rồi lâu không đánh đấy. Chứ dàn Valkyra VIP Pro này mà đau khổ 2 thì không phải là do ác mà là do người chơi. Nhưng mà trong những Valkyra này thì còn mỗi Silverwing là còn gọi là hơi hơi đáng để roll thôi nhé. Mình chỉ nói là hơi hơi thôi chứ mình không nói là đáng. Có rất là nhiều Valkyra, xong rồi mình có nhìn thấy cả rất là nhiều bộ skin rất là đẹp. Ok, vậy thì mình sẽ sâu từ Kiana trở đi này. Đấy, và đẹp full Kiana rồi. Đầu tiên là White Comet, Bayet, cả một nguyệt thần. Ui dồi ôi, Hana. Và bạn ấy mặc bộ skin bikini này. Nếu bạn chơi từ 2017 thì đều có bộ skin này hết. Tiếp theo là Predator, Predator 3S có skin chị Thỏ Ngọc kìa. Ranger, trời ơi. Ranger này, Ranger nhà người ta có skin Collar Azuka. Rất là đẹp thè luôn, mình thấy bộ này rất là đẹp. Rất là kết cái bộ này, 10 điểm.
Tiếp theo là Moonlight. Moonlight bản này cũng có cả lên hay ghét rồi, cả mà pháo điện dương, và bản này có cả skin bèo dưới trăng này, có bộ skin này. Bộ skin này sẽ lâu lâu nó sẽ bán ở trong shop nhộng thời gian đấy, bạn nào để dành vé hồng thì có thể mua được cái vé vé skin đấy, chứ không phải là vé tiếp tế chuẩn đâu. Còn đây là Sirin, Sirin rank S1 cầm ở hiên viên mạch top mid bot Sirin thăng hoa, và bạn ấy có luôn cả wow skin là nữ hoàng băng giá này. Trời ơi, Elsa Elsa nhưng mà chưa có bộ magic girl Sirin. Và cuối cùng là Hunter Flame Giant. Ui ôi đấy, trời ơi, well quá well luôn, cái này là well rồi chứ không phải nông dân nữa rồi. Tấn công 1437 S2 luôn, cùng rất rực lửa và Rie level 65 và full set Murata Himiko. Và bạn ấy cũng có đầu tư cả bộ skin Tavrunner với giá trị là 9600 vale. Well 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 quá, hơi cho Flame Giant rank S2. Tiếp theo là Raiden Mei, chưa có hơi cho Thunder, Shadow Dan, Crimson và cuối cùng là Lightning Queen. Lightning Queen rank SS cầm ở trọng từ báo chạp và remark level top mid Zimbot New chắc là thế rồi. Và bạn ấy mua cả, à không, bạn ấy có bộ skin Aquarium Stone và một bộ skin Dạ Ma. Cái bộ skin này thì dám ăn rất là lâu rồi, chắc là bây giờ nó sẽ lâu lâu sẽ bán lại ở trong shop nhộng thời gian. Tiếp theo là Brania này, đầu tiên là Yamabuki mọc rừng, trời ơi, bách thủ cơ bản và Ryu 3S rồi, Charizard 3S. Và đây là Hatsumuni rank SS cầm ở Body 19C, và bạn ấy cũng full được Sera Tugenia rồi này. Đâu nè, Kiana thì có Hunter và Flame Giant full gear này. Mây thì Hunter và Thunder chưa có mở khóa. Bây giờ đến với Ronya, đầu tiên là Hatsumuni full gear luôn, support làm bằng rất là mạnh, rất là mạnh. Thậm chí là cái set Tugenia này mọi người có thể lắp cho những Bakura mà có vật triệu hồi đấy. Support nguyên tố có vật triệu hồi giống như kiểu là Fit hoặc là cái gì Fallen Rosemary thì đều ok hết, bởi vì nó sẽ búp sát thương nguyên tố chứ không, nó chỉ búp, nó không có búp mỗi sát thương băng đâu. Còn đây là hơi trợ Vision của bạn ấy rank S3 1300 vùng đất chân lý khải huyền và đi level 65 và full huyết giang full gear rồi. Bakira tiếp theo full gear nhưng mà chưa có Super Wing. Tiếp theo là Himiko này, Himiko Polar, bạn ấy cày sắp lên 3S rồi, 1168 là mà giá treo điệu máu, lắp thêm nó top mid Zimbot new rồi. Thấy cái boss Mary lòi đâu ra này, VKE cầm cũng có cây kiếp diệp và remark level luôn, lại một cái boss Trainer nữa này, wow full leo leo Blue Rose chắc là làm phần giá treo điệu máu thôi. Tiếp theo là Terry, giáo chủ Terry, đầu tiên là Luna cầm top mid Kapka, SA cầm máy nghiền điên full set thủy kính chứ có cánh diều than thở. À đây có cánh diều than thở rồi, full gear rồi. Lại một Valkyria nữa full gear. Quá là well luôn. Valkyria Judas ở rank SSS. Ghost Cardon SS cầm cánh diều than thở top kẹo mid mây và boss new. Support vật lý khá là được. Tiếp theo là Phu Hua, bạn ấy full Phu Hua luôn. Đấy dàn Valkyria bạn ấy nạp rất là nhiều và dàn Valkyria rất là ok luôn. Nhưng mà chắc là do bận học hay là bận một cái gì đấy mà dạo này không có leo vực được. Sasaki 3S, Quickly 3S, cầm vào lúc Anjada, gà lửa 2S luôn, có skin kiếm vào lửa kìa. Tiếp theo là hơi chơi xem tiền vùng đã ra vô tồn ý thức và đi level 15 và full set kiếm gãy, full gear rồi. Được quá nhờ, hơi chơi xem tiền của bạn ấy full gear như thế này thì tìm vật lý rất là mạnh, tìm vật lý đánh hơi bị sướng luôn. Không cần DPS đâu, chỉ cần một Valkyria support mạnh là team vật lý sẽ lên ngôi. Còn đây là Vân Mạc Đàn Tâm DC Comic level 50 à? Full set Full World Margrave được. Lại có Vân Mạc Đàn Tâm support thì team nguyên tố lại bung lụa thôi. Và bên này có cả skin này tên là gì? Huyết Nguyệt Mai. Mình thấy skin này rất là nhiều người săn đón luôn. Tiếp theo là Rita, đầu tiên là ám tường V rank SS này, Fallen Rosemary rank SS1 25 mạnh rồi, cầm Diên Vĩ, Primark Lever và full set. À không, top Monet, Midbot, EC. À, trời ơi, đọc nhiều lú rồi. Top Monet, Midbot, Iron Adler. Và bạn này có skin ảo bóng đêm hè này mọi người. Skin là cô giáo Thảo. Skin nào cũng đẹp, ngồi đồng ảnh bọc cũng rất là đẹp. Thiếu cái top nữa là bạn này full gear rồi, chúc bạn là sớm full gear của FR nhé. Còn đây là Spinatera, rank S0 thôi nhưng mà được cái là cũng full gear rồi, rất là mạnh. Bạn này rất là nhiều Valkyria full gear luôn mọi người. Yai Sakura đầu tiên là
Miko cầm ở Đan Anh à? Ô, cầm full set Hiên Viên Phao này. Cái set này rất là lâu rồi. Và được cái là bạn ấy có cả skin bikini này. Trời ơi, chân dài quá. Chân dài mà cái màn hình của mình nó không đủ luôn. Bí ẩn trong đêm Flame Show. Ui dồi, cầm full set Jin Jin luôn. Hồi đó biết anh tịch diệt. Xác định đi làm support hay gì. UA của bạn ấy đang cày để 103 trên 10 mảnh. Bạn ấy thiếu 10 mảnh nữa anh em. Thiếu 7 mảnh nữa là bạn ấy lên được rank SS rồi. Cầm ngựa lên đao hàn ngọc băng tiêm Pre Max Level và full set Ana. Và được cái là bạn ấy có mua cả bộ skin Michael này. Wow, skin rất là đẹp. Yamete. Nó nuột cực kỳ luôn mọi người. Cái bộ skin này thì nó ra rất là lâu rồi. Từ thời UA vẫn còn gọi là thời kỳ đỉnh cao luôn. Kylan SSSSS và cuối cùng là SS Kylan Kaito ra chuồng gà chơi. Tiếp theo là đặc công Blueberry Bom anh đào rank SS cầm. Ô lại có cái mid ray nữa này. Không biết là bạn ấy full của Asuka chưa. Hình như là chưa, nếu mà có thì bạn ấy đã lắp cái top Asuka vào đây rồi. Wow, cầm hẳn kiếp diệt cơ. Chưa có công chúa, à bạn ấy có công chúa mà nhỉ. Đây thấy công chúa đấy. Có công chúa mà sao lại cầm kiếp diệt nhỉ. Tiếp theo là Sele này, bạn ấy có SP cửa bình ngã kết nối và full set D.Va, có cả skin Hạ Tuyết Linh Lan và Hồi Ức Cam Hải này. Nhưng mà chưa có nick, cũng chưa có cả bình ngã song sinh luôn. Đu 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 đu, đây là Palatinus, Palatinus, Top Boss Palatinus, Top Boss BNK sân khấu, Mid Elysia. Bình thường thì người ta sẽ có Mid BNK sân khấu, Top Boss Elysia, nhưng bạn này thì không. Chúng cũng khá là ok để xem là cái Mid nó sát thương vật lý tăng 30% khi né cực hạn. Chờ đợi né cực hạn giảm 20%. Tưởng tượng cái mid nó sẽ ít boom hơn so với cái top và cái bot. Nói chung là như thế này cũng 3 phần 4 rồi, cũng rất là mạnh rồi. Bạn này có hơi chờ xem tiền full gear nữa. Đấy trời ơi, ạc bạn này nạp rất là nhiều. Well, chơi rất là lâu cho nên là ạc rất là thơm. Mỗi tội là hơi lười cày. Hơi lười dạo này, hơi lười đi vực. Top bot leo kẹt mid Thales. Chứ mình cứ tưởng là ạc này phế nhưng mà không hề phế. Đây này bạn này có cả BKE rank S1. Chấn và top. Top đen, có mấy top đen rồi. Elysia chưa có D'Angela. Ok, D'Angela thì cũng không cần. Wow, bạn này có bài Blazing Hope rank SS rồi này, có cả chấn. Bạn này có cả chấn, có cả mid boss luôn, thiếu mỗi cái top nữa là bạn ấy full của bài Blazing Hope rồi. Bây giờ bài Blazing Hope thì mọi người có thể cầm, chắc mình nghĩ là nên cầm BNK hoặc là cầm Paganini. Được, cầm Elysia cũng khá là ok. Mọi người đi đập con boss, boss dị năng mà nó buff vật lý đấy, đánh vẫn rất là được luôn. Mà cái cách đánh của Blazing Hope thì rất là sướng tay. Bạn nào được đánh thì biết rồi đấy. Nhưng mà đấy là phải rank SS nha mọi người. Sau đó thì lắp đồ linh tinh mà cũng được. Không phải là linh tinh mà là mấy cái đồ nó cũng dị một chút. Chứ lắp mấy cái đồ 3 sao vớ vẩn thì cũng không đánh được đâu. Elysia thì rank SS rồi nhưng mà hơi tiếc là chưa có chấn. Chưa có chấn thì không có quẩy được. Mobius top. Top mid Lanius, bot Ishikawa, Vemon cũng có gây chấn rồi 3 phần 4 rồi. Giống ạc mình, ạc mình cũng 3 phần 4, ạc bản này cũng 3 phần 4. 3 phần 4 là quẩy được rồi, nhưng mà full thì nó lại còn mạnh hơn nhiều, nó còn mạnh hơn rất là nhiều luôn, chứ không phải nhiều nữa. Oscar Ring, full set Oslock, Raven của bản này cũng full gear. Và cái là quốc dân mà lại chẳng nghĩa lại không full gear thì lại hơi nạn nùng. Còn cuối cùng là Caron Pepper, cầm bằng vũ đội trần, full set Marco Polo, bản này chưa có. Paganini không có ron trợ chiến luôn à, chơi lâu thế, nạp nhiều thế mà không có ron trợ chiến. Để xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 cây pre-max level và 1, 2, 3, 4, 5, 5 cây mới đột phá siêu bạn là chưa có nước mắc. Rất là nhiều luôn, như này là vừa đủ dùng rồi. Để xem nào, xếp với thánh đầu tiên là bởi đề full spin Hatera này, top top boss, BNK sân khấu, top mid Lanius, full top mid, đâu, top top mid boss Oslock, mid bot Elysia, top mid bot bot Murata Himiko, mid mid bot Avogadro, top top cái gì đây, top mid 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 bot bot. Ôi trời đất ơi, mà để đổi hai cái mid lấy một cái top nữa là à, không không, thế thì lại không đủ. Mình nghĩ là bạn ấy full được hai set cơ nhưng mà không phải. Nói chung là như thế này thì rất là nhiều rồi. Được, với cái Tugen here này nó cũng khá là đa dụng mà nhờ. Mọi người có thể lắp cho Fallen Rosemary, nhưng mà Fallen Rosemary của bạn này thì có top boss rồi. Ơ, Fit. Fit đâu nhỉ? Fit bạn này có bao nhiêu gì chưa? Ơ, phải lấy mình sâu Fit chứ nhỉ? Mình chả nhớ nữa. Thế thì Fit lắp mấy cái này cũng được. Shakespeare phiêu bản, top mid,
Top Bot Bot cũng có Shakespeare phiên bản, nhưng mà Điên cho ra bài này chưa có. Top Top Meet Bot Bot Thủy Kính, bài này lệch ra nhiều thế nhỉ. Leo Leo Broken Sword, Phu Hua Margaret, Alan Poe, Kafka, Diffa, Thalet, Wet Jang, Sirin Thăng Hoa, Phu Quân Xét, Jin Sendang, luôn một cái bot new. Và rất là nhiều viết thánh. Đây là mấy cái viết thánh even và một số viết thánh lẻ tẻ mà các bạn có rất nhiều. Đâu, mọi người bảo sâu nguyên liệu để xem đằng sau nguyên liệu có cái gì không mà sâu. Quả hoạt động á, đây á, mấy cái này á. Mấy cái này thì ai chả có ở trời. Mấy cái này thì nó chỉ là ăn và sau đó thì được nhận thể lực thôi mà. Ác mình cũng có nhiều chứ. Mình nghĩ là ác nào chả có. Kiểu nó cứ ở đây xong rồi mọi người còn quên mất mọi người dùng ấy. 30 thể lực. Đấy, nói chung là ác này thì mình vừa lấy mình cũng sâu cái vực của bà đấy rồi. Bà đấy không có đánh vực. Vẫn đang ở đau khổ 2 chứ ác này thì thừa sức lên trụ sen đỏ luôn. Chứ đau khổ nữa là cái gì? Đấy, tuần trước bạn này xếp hạng 17,15%, Papanti 44.000 điểm, Kasumi 23.000 điểm và Ngụy Thần Oto 28.000 điểm. Vực thì đang ở vực vực đau. Lạ lùng mà này có thể ngoi được lên sen đỏ, chắc là dạo này ít chơi. Đấy. Còn đây là cái phòng huy chương của bạn này này. Mấy cái huy chương này thì từ rất là lâu rồi. Kiana May Bronja. Xem nào. À, bạn này có cả huy chương kỷ niệm 1 năm luôn này. Một cái huy chương kỷ niệm 1 năm này. Huy chương gì đấy, thợ săn ảnh thiết à? Chắc là thời thợ săn ảnh thiết mới ra đấy. Mấy cái này thì mới thôi. Chuột vàng Huero. Cái này thì hình như là từ lâu lắm rồi mình chả nhớ. Cái này là từ hồi hành trình dị giới Collab Against in Park ấy. Cái này thì như là đây là huy chương kỷ niệm 3 năm. Cái này thì ở trong Hunter of the Void, Boss Hunter of the Void đấy. Cái này từ 2019 này. Cái này cũng thế, ở trong cái huy chương 2 năm này. Mà này có huy chương 1 năm này, 2 năm, 3 năm. Có cả huy chương 4 năm luôn. Đây năm nay là năm thứ 4 cho nên là có huy chương 4 năm rồi. Tiếng chuông chúc phúc cái này cũng khá là lâu rồi này. Đấy, còn rất là nhiều huy chương mà đấy chưa có. 3 sao, 4 sao. Cái này nó còn xếp hạng khác sao nữa. Ok. Mọi người thấy ạc này như thế nào có thể comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ ạc này nó xịn. Rất là xịn. Rất là nhiều đồ và rất là nhiều Bakura nạp 10 triệu của người ta mà lại. Nhưng mà dạo này thấy không có đánh. Ok, mọi người nhấn đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào mọi người. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.